Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay đó là tối ngày thứ ba tại Hoa Kỳ, ngày 15 tây tháng 2 Ở Việt Nam hôm nay đã là ngày thứ tư ngày 16 tây tháng 2 rồi và chúng ta thấy được là tối ngày hôm qua tới bây giờ đó thì chúng ta tiếp tục thấy màu xanh xuất hiện Và đặc biệt là các bạn thấy được là BTC đã có một cái sự đẩy lên Từ cái mức thấp là khoảng 41.800 đó đẩy lên tới cái mức mà cao cách đây khoảng chừng 3 tiếng đồng hồ đó là gần như là 45.000 đô Thì tại sao chúng ta thấy thấy cái sự tăng trưởng như thế này tôi nghĩ là chúng ta có 3 điều tôi sẽ chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay Và đương nhiên các bạn thấy được là không chỉ riêng là BTC mà chúng ta nhìn chung thị trường hôm nay đó là có một màu xanh phần lớn là màu xanh nhưng mà phần lớn là không đậm lắm có nghĩa là chúng ta cũng thấy sự tăng trưởng nhưng mà cái phần trăm thì cũng không có nhiều chúng ta có thể nhìn những đồng mà lớn đó như là chúng ta sẽ thấy ở trên con khi mà thường zoom vào thì các bạn thấy được là tuy BTC hôm nay đó không có tăng bao nhiêu chỉ tăng có 1,4 phần trăm nhưng mà chúng ta thấy được là giá Bitcoin đã qua khỏi 44.000 đô rồi Ethereum thì tăng 4,6 phần trăm BNB thì tăng cũng tương tự, tăng 4,8%. Chúng ta thấy được đó là XRP tăng 1,7%, Cardano à, thì tăng 2%, Solana cũng tương tự, Avalanche sau nay đã tăng 12% và the Luna đã tăng 1,9%. Và nhìn chung các bạn thấy được là phần lớn mọi người cũng đã đỡ sợ hơn, chúng ta đã lạc quan hơn một chút. Chúng ta đã đang nằm cái dùng đó, chúng ta thấy được là cái chỉ số tham lam và sợ hãi bây giờ đó là ở mức 51, có nghĩa là neutral, có nghĩa là bình thường thì các bạn thấy được là chỉ mới hôm qua thôi chúng ta vẫn nằm trong cái vùng gọi là sợ hãi 46 và gần như là chúng ta thấy là cả hai tháng trời chúng ta nằm trong cái vùng là sợ hãi và cực kỳ sợ hãi chứ bạn thấy được là chúng ta nhìn vào trong cái biểu đồ này thường zoom ra trong vòng 3 tháng qua thì các bạn sẽ thấy được là trong vòng 3 tháng qua đó một thời gian dài chúng ta nằm trong cái vùng sợ hãi và cực kỳ sợ hãi và cái mức thấp nhất gần đây chúng ta thấy đó là xuống tới cái con số là số 10 có nghĩa là cực kỳ sợ hãi luôn và đó là cái ngày cái tây không có xa đó chính là ngày 8 tây tháng 1 bây giờ chúng ta đã trở lại cái dùng neutral và chúng ta muốn thấy là cái cây kim này tiếp tục đi qua bên phải và đi vào cái dùng màu xanh lá cây các bạn thấy chúng ta sẽ đi vào cái dùng tham lam và đó thường là thời điểm mà thị trường nó tăng trưởng mạnh và lúc đó cũng là thời điểm mà chúng ta có thể thấy được là nhiều người mới tham gia vào Nhưng mà trước hết á, thì chuyện đang xảy ra thì có ba điều lớn thường muốn chia sẻ với các bạn Sau đó thường dành thời gian để mà chia sẻ thêm một số những cái thông tin ở bậc ngày hôm nay Nhưng mà ba điều đầu tiên này thường nghĩ là ba điều mà nhiều người nghĩ là có sức ảnh hưởng đến giá cả trong cái thời điểm này Thứ nhất là chúng ta đương nhiên sẽ tiếp tục nói tới thị trường tài chính của Hoa Kỳ thì các bạn thấy được là hôm nay đó là một màu xanh các bạn thấy là chỉ số Dow Jones tăng 1,2%, chỉ số S&P 500 tăng 1,5% và chỉ số Nasdaq đó là tăng 2,53%. Bây giờ chúng ta nhìn vào những cái chỉ số hợp đồng tương lai đó thì hôm nay là màu đỏ, có nghĩa là ngày mai chứng khoán mở cửa có thể là đỏ một chút. Các bạn thấy là những chỉ số như là Dow Futures, S&P Future và Nasdaq Futures đó đều đi xuống ngày hôm nay và là màu đỏ. Nhưng mà đây là dấu hiệu của ngày mai, ngày hôm nay đã kết thúc đó vẫn là màu xanh trong thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ. Thì tại sao vậy thì chúng ta có thể là bắt đầu nói tới những cái sự kiện chính trị gần đây mà nhiều bạn cũng đã biết Hồi sáng anh thức dậy đó thì Thuận thấy cái thông tin liên quan tới là nước Nga đã rút một số binh lính ra khỏi cái dùng biên giới giữa nước nga và ukraine và trở về trại lính của họ thì đương nhiên nhiều người nói là có thể là cái cuộc nói chuyện trong cuối tuần qua đó giữa tổng thống joe biden với lại uh, tổng thống vladimir putin của nước nga cũng như là nói chuyện với lại tổng thống của nước ukraine và ba bên nó cũng đã có một cái chiến lược ngoại giao cho nên hôm nay đó thì nước nga mới rút một số binh nhưng mà tuy nhiên thì nước nga nói là đây không có liên quan gì đến những cái cuộc nói chuyện đó tại nước nga nói là bây giờ họ chỉ là tập trận mà thôi cho nên bây giờ họ tập trận xong thì rút quân về đó là điều bình thường nhưng mà cái mà chúng ta không rõ đây đó là có phải là nga rút quân thực sự hay là đây chỉ là một cái trò lừa có nghĩa là nhiều người đó thì nghĩ là nga chỉ làm bộ rút quân mà thôi vẫn có thể là tấn công bất cứ lúc nào đây cũng là một số những cái sự lo ngại đến từ một số người bình luận chính trị ngày hôm nay nhưng mà ít ra đó thì các bạn thấy là Thuận sẽ không có bàn về chính trị các bạn có được quyền tin bất cứ ai các bạn có thể đã có bất cứ suy nghĩ gì liên quan tới sự kiện này nhưng mà cái mà thường muốn chia sẻ ở đây đó là các bạn nghĩ sao thì thực sự đó là ngày hôm nay đã là một màu xanh ở trong thị trường chứng khoán có nghĩa là phần lớn những nhà đầu tư đã phản ảnh tích cực với cái thông tin này họ nghĩ là cái sự căng thẳng đã nguội là một chút tuy nhiên các bạn thấy được là có một thông tin nữa đó đó chính là ngày hôm nay thì tổng thống joe biden cũng đã lên trên đài truyền hình để mà chia sẻ một số những cái thông tin liên quan đến cái sự kiện Nga và Ukraine thì uh, những điều mà tổng thống Joe Biden nói thường nghĩ là các bạn cũng đã từng nghe thường chia sẻ rồi nhưng mà hôm nay đó thì ông cũng lặp lại một số những thông tin và đặc biệt đó là ông ta nói là Hoa Kỳ và những nước đồng minh NATO sẽ không có đứng yên nếu như mà Nga thực sự tấn công vào Ukraine và nếu như mà, mà có bất cứ một người dân Hoa Kỳ nào mà bị À, ảnh hưởng đến cái cuộc chiến này nếu như mà nó xảy ra ra thì hoa kỳ sẽ không chỉ là ngưng ở cái việc là cấm bận kinh tế hay là chiến tranh thương mại mà Hoa Kỳ hoàn toàn sẽ tham gia vào cuộc chiến này bằng vũ lực. Đó chính là những gì được nói đến bởi Tổng thống Joe Biden ngày hôm nay. Và đây là cái thông tin mới nhất. Thì ít ra đó các bạn thấy được là thị trường chứng khoán hôm nay đã cùng phần tích cực hơn. Và thường nghĩ đây cũng là một phần nó dẫn đến là các bạn thấy là crypto hôm nay cũng là một màu xanh. Và hôm nay thì vàng đã đi xuống trở lại. Các bạn thấy được vàng xuống 0,13%. Còn chúng ta nói tới uh, oil thì oil vẫn thực sự ở mức cao các bạn thấy được gần như là 100 đô cho một thùng rồi vừa theo hợp đồng hiện bây giờ. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ nhì đó thường nghĩ là là mình hưởng đánh giá cả đó thực ra đã xảy ra vào Tối ngày hôm qua rồi, các bạn nên nhớ là giá cả của BTC cũng như là crypto nói chung đã có cái à, sự tăng trưởng trở lại từ tối ngày hôm qua chứ không phải là hồi sáng nay khi mà có thông tin liên quan tới nước nga và ukraine thì một trong những điều mà nhiều bạn cũng hỏi thường đó là liên quan đến cái sự kiện ở canada thì à, tôi cũng đã từng chia sẻ một số những cái thông tin căn bản liên quan tới sự kiện ở canada rồi nhưng mình thường sẽ tóm tắt lại và đương nhiên đó, đây là một cái à, sự kiện mà khi nhiều cái sự tranh cãi liên quan tới dịch bệnh và chích thuốc ngừa thì thường sẽ không có chia sẻ chi tiết về những phần đó mà thường chỉ chia sẻ những gì đã xảy ra. Có nghĩa là các bạn thấy được là ở Canada đó thì cách đây thường nhớ là khoảng chừng là 4 tuần à, khoảng chừng là tháng 1 đó thì có một cái lệnh được đưa ra là những người mà lái xe tải đó đi từ cái quốc gia Canada mà lái xe tải để mà giao hàng đó qua bên nước Hoa Kỳ rồi sau đó từ Hoa Kỳ trở lại Canada đó thì những người mà lái xe tải đó là phải được chích ngừa và đó là cái luật bắt buộc và sau khi nghe thông tin này đó thì nhiều người đã đứng ra biểu tình và đặc biệt những người lái xe tải đó thì họ cũng đã đứng ra biểu tình tại vì họ không phải là nói là chống đối về cái việc là chích ngừa mà họ chống đối cái việc là bắt buộc họ phải chích ngừa tại vì họ cảm thấy rất là vô lý đối với là những người mà lái xe tải này họ cảm thấy được là phần lớn họ ngồi một mình ở trong xe tải và không có bất cứ dẫn chứng nào cho thấy được là người lái xe tải xuyên biên giới đó thì có khả năng À, lây dịch bệnh cao hơn là những dân du lịch hay là những người khác cho nên các bạn thấy được là một cuộc biểu tình đã xảy ra và càng ngày càng lớn lên mới đầu là chỉ biểu tình ở cái thủ đô của canada là ottawa nhưng mà sau đó càng ngày càng lớn lên và càng ngày càng nhiều người lái xe tải đó tham gia vào cái cuộc biểu tình này hơn và những xe tải đó thì các bạn nào mà xem TV cũng đã thấy rồi là họ đứng dọc và họ bắt đầu là lóc hết những cái đường đi à, Coi như là một cái chiến lược biểu tình của họ Và ngay cả cái cầu của Canada đó thì tất cả cái xe đều đứng lại và lóc nguyên cả cái cầu luôn Và đương nhiên điều này đó làm cho chính phủ Canada lại càng tiếp tục À, ra thêm nhiều cái biện pháp nó gắt gao hơn đối với cái cuộc biểu tình này và cái vấn đề ở đây đó tại sao lại liên quan tới bị khôi tại vì các bạn thấy được là những người biểu tình này đó thì họ cũng đã được cái sự hưởng ứng của nhiều người và họ thông qua một cái công ty thứ ba gọi là gofundme thì gofundme đó là một cái công ty mà thường cũng đã từng sử dụng trước đây à, đây là một cái công ty mà quyên góp tiền nếu như các bạn có một cái lý do nào đó cần quyên góp tiền giống như là các bạn à, quyên góp cho một ai đó vì một lý do nào đó thì các bạn có thể sử dụng cái trang gofundme những người nào mà muốn quyên góp tiền đó họ có thể là lên trên trang gofundme rồi họ có thể là gửi tiền À, thông qua đó và các bạn sẽ lấy cái phần tiền đó, đương nhiên GoFundMe sẽ lấy một phần phí của họ Còn cái người mà gây quỹ sẽ lấy cái phần tiền mà người ta quyên góp Thì tổng cộng đó, cái số lượng tiền mà quyên góp cho những cái người mà lái xe tải này đó Đứng ra biểu tình thì những người ủng hộ đó đã quyên góp tổng cộng là lên tới 10 triệu đô la Canada Có nghĩa là khoảng 7,8 triệu đô la à, đồng Hoa Kỳ thì con số này đó, cuối cùng thì những cái người mà đứng ra để mà tổ chức cái cuộc quyên góp này đó, họ chỉ lấy được một phần nhỏ mà thôi. Tại vì ngay sau đó đó thì chính phủ Canada cũng đã ra một số áp lực khiến cho công ty GoFundMe đó là phải cắt cái cuộc quyên góp này và cái số tiền đó đó đã trả về cho những người quyên góp có nghĩa là cắt đi cái tiền mà quyên góp để mà hỗ trợ những người mà đứng ra biểu tình thì sau đó những người biểu tình đã làm gì sau đó đó thì những người biểu tình đó họ đã nghĩ ra là bây giờ đó thì chính phủ có thể là gây áp lực đối với những công ty như là gofundme nhưng mà các bạn thấy được là ở Canada thì họ đang nghĩ ra được là nếu như mà dùng BTC, dùng Bitcoin đó thì đương nhiên là không ai có thể là đóng bằng được nếu như mà các bạn sử dụng Bitcoin cho nên cuối cùng đó thì họ đã chuyển qua và kêu gọi quyên góp sử dụng Bitcoin và cuối cùng đó đây là tài liệu cách đây khoảng chiều là một ngày thì cái số lượng Bitcoin quyên góp đó lên tới gần như là một triệu đô la trong thời gian rất là nhanh chóng trong vòng vài ngày thôi đã có thể tăng lên gần một triệu đô la rồi có nghĩa là rất nhiều người tham gia ủng hộ những người này nhưng mà có thể các bạn sẽ nói với thường đó là nhưng mà những cái thông tin này đó chúng ta cũng đã biết đang xảy ra trong thời gian là năm sáu ngày qua rồi thậm chí là cái tuần qua thì cái tuần qua BTC đâu có tăng mạnh đâu nhưng mà tại sao đột nhiên là ngày hôm qua lại có cái sự tăng như vậy có liên quan gì đến cái cuộc biểu tình ở Canada thì đối với thường nên thì được tin tưởng là có cái sự ảnh hưởng tại vì chúng ta thấy được là tối ngày hôm qua đó thì chúng ta thấy là có cái thông báo đến từ theo thường biết là bộ tài chính ở Canada cũng như là thủ tướng Justin Trudeau của Canada đó cũng đã lên tiếng ngày hôm qua và đã chia sẻ những gì đã lên tiếng đó và đã chia sẻ là thủ tướng Justin Trudeau lần đầu tiên dùng đạo luật khẩn cấp đây là một cái đạo luật mà đã được thông qua từ năm 1988 từ lúc đó tới bây giờ đó đạo luật này vẫn chưa có được sử dụng nhưng mà ngày hôm nay đó thì đạo luật này à, đã được sử dụng lần đầu tiên trong lịch sử của Canada thì sau đó đó Bộ Tài chính nói là các ngân hàng có quyền đóng băng các tài khoản cá nhân hoặc công ty bị nghi ngờ mà không sợ phải có trách nhiệm dân sự thì để hiểu rõ hơn nó những gì đang xảy ra thì các bạn có thể thấy được là đây là một cái đạo lực đó mà cho phép chính quyền của Canada thì thường biết đó là cái quyền hạn rất là lớn trong thời gian là 30 ngày thì trong thời gian 30 ngày này đó thì chính quyền Canada có thể là đưa ra một số những cái biện pháp. Đương nhiên những biện pháp này dùng để mà chống lại những người mà đứng ra để mà biểu tình liên quan tới những người mà lái xe tải này. Và những biện pháp đó đó là bao gồm là giống như là bắt người dân phải di tản ra không được tụ tập. Nhưng mà trong đó đó thì cũng có một cái phần và cái phần này liên quan tới tài chính đương nhiên những người này đứng ra biểu tình thì họ cần phải có tiền quyên góp để có thể tiếp tục cái cuộc biểu tình này và sau khi mà GoFundMe đó đã cắt không cho họ nhận tiền quyên góp thì chúng ta được họ đã chuyển qua và sử dụng crypto và đương nhiên crypto không ai đóng băng được nhưng mà dự luật này đó thì sẽ bao gồm luôn cả crypto nếu như mà một ai đó mà bị nghi ngờ giống như là trong ngân hàng để dùng tiền của mình à, theo thường hiểu đó là mua crypto để mà ủng hộ những cái à, người dân như thế này hay là ngân hàng có bất cứ một cái sự nghi ngờ gì thì ngân hàng có thể là đóng băng cái người đó các bạn được là đây là một cái à, điều nó làm cho người dân khá là sợ hãi tại vì đây là nước canada nhiều người nghĩ là canada là một nước mà có cái chủ quyền rất là cao người dân có rất nhiều cái quyền lợi và tiếng nói người dân rất quan trọng nhưng mà đột ngột lại có những chuyện này xảy ra làm cho nhiều người đó thực sự là không thể tin được tại vì các bạn cứ nghĩ đi giống như là có thể là thuận không có quan tâm gì đến cái cuộc là biểu tình này nhưng mà thuận có người thân thậm chí là có thể có bạn bè là người lái xe tải và bạn bè cần à, thuận giúp cái gì đó giống như là cần một số tiền nhỏ hay gì đó thì thuận cũng có thể là gửi một số tiền này đến cho họ nhưng mà nếu như mà nhà bang nghi ngờ đó là số tiền này gửi đến cho một người lái xe tải mà nằm trong cái sự kiện này thì tài khoản của thượng có thể đóng băng mà thường không thể làm gì được hết và cũng không thể kiện họ tại vì cái đạo luật khẩn cấp này đó là nhà băng có thể đóng băng nếu như mà nghi ngờ mà không cần phải chịu trách nhiệm dân sự có nghĩa là thường không thể kiện họ hay gì hết các bạn thì được đây là một điều mà làm cho người rất là lo sợ và ngân hàng nó có thể là đóng băng sai lầm các bạn thì được là các bạn xài tiền hàng ngày nếu như mà ngân hàng các bạn mà bị đóng băng như vậy đó thì các bạn sẽ tính như thế nào đột ngột đâu có ai biết được đâu và bây giờ đó các bạn thấy là những nước như là Canada hay là Hoa Kỳ thì đâu có nhiều người sử dụng tiền mặt đâu. Các bạn cần tiền thì phải sử dụng ngân hàng. Cho nên đây là cái vấn đề làm cho nhiều người đó rất là lo lắng và nhiều người nghĩ đó đây là một cái quảng cáo Bitcoin rất là hiệu quả. Các bạn thấy được là rất là nhiều quảng cáo về crypto ở Super Bowl chưa được từng qua nhưng mà những quảng cáo đó đó tốn biết bao nhiêu tiền cũng không có bằng là một lời nói của thủ tướng Trudeau của Canada thì nhiều người cho là những cái điều này đã khiến cho người dân đã thúc đẩy họ tìm hiểu thêm về crypto cũng như là đương nhiên riêng là Bitcoin đó là một mạng lưới mà hoàn toàn phải tập trung lưu trữ crypto các bạn gửi bất cứ nơi nào không phải đóng băng được đây là những đặc tính mà thường đã từng chia sẻ với các bạn rồi những bạn nào đó mà cảm thấy những đặc tính như là các bạn có thể là đem Bitcoin xuyên biên giới mà không ai có thể biết được hay là không ai có thể đóng băng tài khoản Bitcoin của các bạn nếu như các bạn từ lưu trữ khóa cá nhân các bạn cảm thấy những điều đó là không quan trọng thì thật ra là các bạn chưa gặp những cái trường hợp mà đột ngột những cái tài sản của mình lại bị đóng băng như vậy và các bạn thấy được đây cũng là một trong những gì mà Satoshi Nakamoto đã chia sẻ cách đây 13 năm đúng ngày hôm nay luôn ngày 15 tây tháng 2 năm 2009 cách đây 13 năm đó thì Satoshi Nakamoto à, cũng đã chia sẻ ở trên à, diễn đàn đó chính là mọi người đó lúc này thực sự không hiểu được cái khái niệm của Bitcoin là gì tại vì mọi người chưa bao giờ thấy Bitcoin chưa bao giờ thực sự thấy được một cái loại tiền điện tử mà có thể là hoạt động hoàn toàn phi tập trung mà không ai có thể ngăn cản được Các bạn có thể gửi Bitcoin từ điểm A tới điểm B thì có thể gửi Bitcoin cho bất cứ một bạn nào trên thế giới này mà không có một đơn vị thứ ba nào có thể ngăn cản được Miễn là các bạn gửi từ ví này qua ví kia thôi Nếu như các bạn lưu trữ Bitcoin trên sàn thì đó là chuyện khác rồi Tuy nhiên chính phủ có thể gây áp lực đối với sàn để mà đóng bằng chứ một cái bạn cho nên cái điều quan trọng là các bạn phải cần phải tự giữ cái khóa cá nhân của mình và Satoshi Nakamoto cũng đã nói là mọi người bây giờ không hiểu thì cũng bình thường mà thôi thì mọi người chưa bao giờ thấy và Bitcoin đó hoàn toàn khác với những cái thử nghiệm tiền thử trước đây mà chúng ta thấy những năm 1990 đây là cái đề tài thứ hai mà thân nghĩ là làm ảnh hưởng đến giá cả của BTC trong vòng 24 giờ qua nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự, các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là Coin 98 Wallet. Đây là cái ví tiền mã hóa multi-chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái pass free duy nhất mà thôi. Ngay trên cái ví Coin98 đó các bạn có thể swap, mua bán token một cách nhanh chóng, tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap. Các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng Coin98 Wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh. Đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ Coin98 còn một đề tài nữa thường muốn chia sẻ với các bạn đó chính là đề tài liên quan tới lạm phát đương nhiên các bạn được lạm phát và lãi suất vẫn là một đề tài rất nóng hiện bây giờ mà chúng ta à, cũng đang tiếp tục chờ đợi xem coi là bước kế tiếp của Fed sẽ làm gì những gì mình thường có thể chia sẻ với các bạn đó là ngày hôm qua cái cuộc họp kín đó, đó là sau khi họp chúng ta tới ngày hôm nay vẫn chưa có nhận bất cứ một cái thông tin nào thường đó thì mình thấy được là có thể là không có thông tin là tốt nhưng nếu như mà thực sự là tình hình đó là cần phải tăng lãi suất ngay tức thì chúng ta đã nghe thông tin rồi bây giờ vẫn chưa nghe bất cứ thông tin gì về cuộc họp kín của ngày hôm qua nhưng mà các bạn thấy được là nhiều người đã nói là khi mà chúng ta nhìn vào cái phần trăm lạm phát đó giống như thường đã chia sẻ với các bạn cách đây 2 năm đó các bạn đã nhớ là khi mà dịch bệnh xảy ra đó lúc đó thì chính phủ bắt đầu là in tiền để mà đưa cho người dân để mà cứu cái tình hình kinh tế thời điểm đó thì thường đã chia sẻ đó là những cái động thái này sẽ dẫn đến lạm phát cao sau này thì đương nhiên nhiều bạn lúc đó nhưng mà nào mà nhìn những comment thì có nhiều bạn là à, không có tin nói là làm gì có chuyện đó nhưng mà chính phủ dùng tiền thu thuế để mà đưa người dân mà đương nhiên là không phải rồi các bạn thấy tiền thu thuế hàng năm đó Là không đủ để chính phủ sử dụng thường hơn ngày rồi chứ đừng có nói tới là chính phủ gặp một cái sự cố như dịch bệnh đương nhiên cần phải in tiền và nhiều bạn hay nói là Thường cứ nói là in tiền dẫn đến lạm phát nhưng mà trong thời gian đó đó tiền thì cứ in và đưa cho người dân nhưng mà đâu có thấy là giật giá leo thang đâu thì thường cũng đã chia sẻ với các bạn là chưa đâu chúng ta cần phải có thêm thời gian các bạn cứ ngồi đó chờ đi làm phát xảy ra và hôm nay các bạn đã thấy là tình hình làm phát của Hoa Kỳ tính theo chỉ số CPI đó nghĩa là cái phần trăm lạm phát tính theo hàng tiêu dùng đã là 7,5% một năm rồi đây là thông tin mới nhất của tháng vừa rồi, tháng 1 của năm 2022. Tháng này chúng ta vẫn chưa biết thông tin tại vì chưa hết tháng mà. Tháng sau chúng ta mới biết thông tin của tháng này. Hôm nay đến Thuận sẽ chia sẻ với các bạn ngược lại. Bây giờ đó hầu như là ai mở miền ra cũng nói tới lạm phát và càng càng tăng. Thì Thuận đương nhiên là nghĩ là lạm phát đó sẽ là một cái hiện tượng mà sẽ tiếp tục và tiếp tục và Fed sẽ không có thể quản lý được lạm phát giữ cái mức là 2% như họ mong muốn đâu lạm phát sẽ cao hơn còn số đó nhưng mà bây giờ ra ai cũng nghĩ lạm phát sẽ lên cực kỳ cao thì thường sẽ nói ngược lại thường sẽ chia sẻ với các bạn đó là không hẳn đâu có thể là chúng ta đã gần tới cái mức cao của cái phần trăm lạm phát thời điểm này rồi sau này đương nhiên là thường không biết được nhưng mà ít ra ở cái thời điểm này năm 2022 đó có thể là chúng ta đã đến mức cao ở thời điểm ngắn hạn này và các bạn có thể thấy được ở trên màn hình đó những con số như là 0.5, 0.3 đó bên trên này là tháng. Các bạn thấy là tháng 7 của năm 2021, tháng 8 của năm 2021, tháng 9, tháng 10 cho đến thời điểm là tháng 1 tài liệu mới nhất đó thì những con số này đại diện cho là từ tháng này qua tháng kia cái phần trăm lạm phát nó tăng bao nhiêu và các bạn thấy được là con số 7,5 đó là cả một năm chứ không phải là một tháng thì các bạn thấy được một điều đó chính là phần trăm lạm phát đó tăng trưởng tăng trưởng lên tới cái sự khác biệt giữa tháng 9 và tháng 10 của năm 2021 đó là tăng từ 0,4 cho đến 0,9 phần trăm trong vòng một tháng là con số tăng cao nhất thời điểm gần đây các bạn thấy được là sau đó thì từ 0.9 xuống còn 0.7 xuống còn 0.6 và tháng 1 mới đây đó là xuống còn có nghĩa là nếu như chúng ta cứ tiếp tục gì đó cơ thể chúng ta sẽ thấy là cái phần trong lạm phát nó sẽ bắt đầu là bình bình ở đây 0.6, 0.7 chứ không có phải là tiếp tục tăng lên là một hay là thậm chí là hơn con số đó. Có nghĩa là lạm phát đã có và sẽ ở lại như là thường đã chia sẻ với các bạn. Nhưng mà nếu như mà cứ nói tiếp tục tăng vọt và tăng vọt liên tục mà không ngừng nghỉ đó thì nghĩ là không phải đâu. Chúng ta có thể thấy là lạm phát có thể là ngưng ở đây một thời gian. Và đây cũng là một trong những dấu hiệu nếu như mà chúng ta thấy đó là cái con số này đã tháng này qua tháng kia nó ngang hẹp với nhau hay là nó từ từ đi xuống à, vẫn là một điều tốt đối với lại à, cái sự tăng lãi suất của fed chỉ cần là fed cảm thấy là đây là à, một cái hiện tượng là làm fed đã có thể tạm thời là ngừng thì fed sẽ không có những cái à, động thái mà khiến cho thị trường phải bất ngờ đâu tại vì fed không có lý do gì muốn làm cho thị trường bất ngờ hết các bạn nên nhớ là Fed có hai nhiệm vụ chính thứ nhất là liên quan tới công an việc làm có nghĩa là cái phần trăm thất nghiệp phải là thấp thứ nhì nữa đó là phải quản lý được là giá cả hàng hóa ổn định có nghĩa là làm phát phải thấp thì các bạn thấy được hai điều này đó nó đi song song với nhau Fed bây giờ đó thì với cái suy nghĩ là người dân đó cái phần trăm thất nghiệp rất là thấp có nghĩa là thường nhớ là khoảng chừng là dưới 4%, cực kỳ thấp luôn thì họ chỉ quan tâm đến phần trăm lạm phát mà thôi nhưng mà họ không có lý do gì vì lạm phát đó mà khiến cho là tình hình kinh tế bất ổn nếu như mà họ đột ngột tăng lãi suất quá cao. Nếu như mà các bạn thấy là Fed tự nhiên tới sáng hôm sau nói là bây giờ sẽ tăng lãi suất là 1,5%, 2% thì các bạn thấy được là sẽ dẫn đến rất là nhiều những cái hiện tượng đáng tiếc xảy ra. Nếu như mà các bạn cứ nghĩ đi ngân hàng tự nhiên thức dậy mà thấy Fed đột ngột qua đêm mà tăng lãi suất cao như vậy đó thì họ đầu tiên hết là sẽ ngưng hết tất cả những hoạt động cho vay tại vì họ cần phải xem xét coi là bây giờ phải cho vay có mức nào họ sẽ không tiếp tục nữa và các bạn thấy thấy được là làm ảnh hưởng đến à, thu nhập của công ty các bạn có thể thấy được là có thể làm ảnh hưởng đến là việc làm và đương nhiên là chứng khoán có thể là một màu đỏ Nếu như mà người dân không có mượn tiền được thì đương nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến là giá nhà, giá xe Tất cả những cái vật à, dụng mà đang được bán bây giờ ảnh hưởng đến thu nhập công ty, ảnh hưởng đến công an việc làm Họ sẽ không mướn người nhiều như vậy nữa Các bạn thấy được là Fed không có lý do gì mà gây cái cú sốc cho thị trường hết họ lúc nào cũng muốn là tăng từ từ và lúc nào cũng muốn thị trường bền vững và mạnh mẽ cái mà họ lo đó là liên quan tới lạm phát mà thôi cho nên về phương diện đó đó thường vẫn nghĩ là Fed vẫn tiếp tục sẽ lựa chọn cái con đường là tăng từ từ để cho mọi người từ từ làm quen bây giờ đó cái sự lên xuống nó liên quan tới Fed tăng lãi suất không tăng lãi suất tăng khi nào thường nghĩ là chỉ cần là Fed bắt đầu tăng mọi người sẽ làm quen trở lại và chúng ta cứ từ đó sẽ ổn định lại đó là cái suy nghĩ của thần các bạn nghĩ sao thì hãy comment ở bên dưới và không chỉ riêng là Hoa Kỳ đâu các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái chỉ số CPI của Trung Quốc thì đây cũng tương tự như là Hoa Kỳ đây là cái chỉ số phần trăm lạm phát uh, hàng tiêu dùng của Trung Quốc thì các bạn thấy được là trong tháng 1 đó đã tăng lên 0,9% vẫn tăng nhưng mà các bạn thấy được là bây giờ chúng ta nhìn vào những cái chỉ số chứng khoán đó của châu Á là toàn màu xanh tại vì sao tại vì cái phần trăm này tuy là tăng nhưng mà vẫn thấp hơn là nhiều người dự tính nhiều dự tính là tăng một phần trăm nhưng mà chỉ tăng có 0,9% mà thôi cho nên ngay cả cái phần trăm lạm phát ở Trung Quốc bây giờ đã cũng đã bình trở lại và đó là điều chúng ta muốn thấy. Chúng ta đã thấy sự tăng trưởng mạnh rồi, bây giờ chúng ta muốn thấy là bình trở lại. Và đây là cái điều thứ ba mà tôi muốn chia sẻ với các bạn liên quan đến cái sự ảnh hưởng đến giá cả của ngày hôm nay. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục chia sẻ một số những cái thông tin nổi bật với các bạn thì đầu tiên hết chúng ta sẽ nói tới thông tin liên quan tới mastercard thì các bạn thấy được là cho dù là chúng ta nghĩ là thị trường sẽ có lãi suất cao lãi suất thấp cho dù chúng ta thấy được là cái sự bất ổn liên quan đến chính trị cho dù chúng ta thấy được là cái sự ảnh hưởng đến từ canada bất cứ một lý do nào thì thường cảm thấy được là chúng ta vẫn đang bị chi phối tại vì sự thật là các bạn thấy là những công ty như chúng ta thấy được là mastercard là bây giờ đó công ty mastercard đã chuẩn bị và họ muốn mướn 500 người để mà phục vụ cái bộ phận crypto của họ công ty Coinbase vẫn tiếp tục và họ muốn mướn thêm 2.000 người à, để hỗ trợ công ty của họ liên quan đến à, cái à, sự tham gia crypto đến từ người dân có thể được là cho dù sao nữa chúng ta nhìn vào những gì đang xảy ra đó thì thật sự là thị trường này vẫn đang tiếp tục tiến tới và các bạn có thể thấy được là cái con số mà những cái công ty crypto đã dùng để mà mở những cái quỹ hỗ trợ những cái hệ sinh thái của những cái nền tảng khác nhau cũng như là cái số lượng tiền đến từ những quỹ đầu tư mạo hiểm và trong thị trường này đã vẫn ngày càng cao lên và cao lên đó mới là sự thật và hôm nay đó thường muốn dành thêm thời gian để mà chia sẻ về cái uh, tình hình của blockfi với các bạn như là thường đã chia sẻ ngày hôm qua đó thì blockfi đã đồng ý đóng phạt là 100 triệu đô la con số này là con số lớn nhất mà chưa hề có một công ty crypto nào phải đóng con số phạt cao như vậy. Và sau khi mà đóng phạt đó thì công ty BlockFi đã cam kết là đầu tiên hết là những người mà ở Hoa Kỳ đó. Nhưng mà nào mà dùng BlockFi gửi lấy lại ở Hoa Kỳ thì cần nên biết đầu tiên là cái tiền các bạn đang gửi ở BlockFi đó vẫn có thể lấy lại bình thường, nhưng mà cái số lãi đó đó là sẽ trả về cái ví của BlockFi các bạn. Có nghĩa là các bạn vẫn dùng một cái chương mục nhưng mà sẽ có một cái địa chỉ À, ví trong đó là lưu trữ tiền có nghĩa là lãi sẽ không có tiếp tục nhân lên nữa mà sẽ trả về cái phần đó Còn cái số tiền mà nằm trong cái chương mục lãi đó thì vẫn tiếp tục nhận lãi bình thường Chỉ là những người Hoa Kỳ không thể tiếp tục gửi tiền vào chương mục nhận lãi nữa Các bạn vẫn gửi vào cái ví của BlockFi bình thường nhưng mà không có thể gửi vào cái ví để nhận lãi Cho đến khi nào mà BlockFi đăng ký với lại SEC và họ sẽ có một cái sản phẩm mới gọi là BlockFi Yield đây là đây là một sản phẩm mà họ nói là sau khi có thì họ sẽ chuyển cái số lượng tiền ở trong BlockFi qua sản phẩm đó để các bạn có thể tiếp tục hưởng cái phần trăm tiền lời nếu mà nào mà sống ở nước ngoài đó như là những bạn mà ở Việt Nam hay những nước khác mà sử dụng BlockFi thì cũng không ảnh hưởng gì đây chỉ là ảnh hưởng đến người dân Hoa Kỳ mà thôi tại vì sao thì các bạn cũng đã nhớ được mình chia sẻ đó là công ty BlockFi bị cáo buộc bởi SEC là họ là một công ty đầu tư không đăng ký với lại ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ thứ nhì là cái sản phẩm à, gửi tiền vào để mà lấy lãi đó đó là một chứng khoán không được đăng ký thì hai điều này đó thường ngày hôm qua đó cũng không có hiểu được là tại sao mà sec lại nghĩ đây là một chứng khoán tại vì nó đâu có phải là chứng khoán đâu nhưng mà tối ngày hôm qua đó chứ đi ngủ đó thì uh, lại có một cái thuyết đến từ Hester Pierce và Hester Pierce là một trong năm nghị sĩ thật ra bây giờ còn bốn thôi sẽ có một người nữa tham gia vào tại vì thường là họ là con số lẻ đi mà khi bỏ phiếu đó là sẽ không bao giờ hòa nhau thì sẽ có thêm một người nữa tham gia thường nhớ là Elise Roisman uh, là người thứ năm nhưng mà đã rời khỏi SEC sẽ có thêm một cái nghị viên nữa tham gia vào sẽ có 5 người nhưng mà cái thường nói đây đó là SEC đó cao nhất chỉ có 5 nghị viên thôi mà trong 5 nghị viên này đó chúng ta thường là hầu như là chia ra phân nửa là thích crypto phân nửa kia đó là không phải không thích mà thật ra cũng không quan tâm đặc biệt là Gary Gensler thì lại có những cái suy nghĩ à, uh, thường cảm thấy được là cũng không tốt lắm đối với crypto nhưng mà thường muốn nói đây đó là Hester Pierce hiện bây giờ đó là đang giữ chức là nghị viên của SEC là một trong ba nghị viên đương thời nhưng mà ngày hôm qua đó Hester Pierce cũng đã đăng một bài viết mà cái bài viết này đó là đăng trực tiếp ở trên trang web của ban quản lý chứng khoán Hoa Kỳ luôn và Hester Pierce nói là không đồng ý với lại cái cách cư xử của SEC đối với công ty BlockFi thì Thùng đã đọc và hiểu thêm để Thùng chia sẻ những gì đang xảy ra với các bạn Thì đối với lại nghị sĩ Hester Pierce đó, Thì lý do tại sao mà BlockFi bị phạt đó Thật ra theo luật đó là không có gì là sai hết Tại vì công ty BlockFi phạm phải một cái lỗi kỹ thuật Cái lỗi kỹ thuật ở đây đó, lỗi kỹ thuật ở luật Tại vì công ty BlockFi đó khi mà các bạn gửi crypto vào để mà các bạn lấy lại đó thì cái số tiền đó đương nhiên công ty BlockFi cần phải đầu tư cái số tiền đó chứ nếu không họ lấy tiền đâu mà trả lại cho các bạn. Thì công ty BlockFi đó họ gộp chung lại cái số lượng tiền gửi, sau đó đó thì công ty BlockFi sẽ cho những công ty khác mượn, phần lớn những người mà tham gia vào mượn BlockFi đó là những công ty, những tổ chức đầu tư chứ không phải là cá nhân. Giống như là các bạn là giả sử như thường nói như là sàn uh, Coinbase hay là các bạn là sàn uh, Binance hay là Bybit gì đi Các bạn bây giờ đã có rất nhiều người là họ muốn short BTC hay là họ muốn chơi đòn bảy Thì nếu như vậy đó mà sàn không có đủ Bitcoin Thì sàn cần phải mượn cái số lượng Bitcoin đó đến từ một nơi khác Để cho những người trader họ có thể sử dụng cái những cái lệnh margin thì nếu như mà cần gấp mà Họ có thể đi đến những công ty như BlockFi để mà mượn Thì đương nhiên BlockFi sẽ có sẵn Bitcoin cho họ mượn Tại vì các bạn gửi vào để mà lấy lại mà Thì cho nên nhiều bạn nói đó là những công ty mà gửi lấy lại Như là Nexo hay là BlockFi à, Hay là chúng ta nói tới Celsius Thì chúng ta gửi Bitcoin vào Có phải là chúng ta à, đưa đạn cho họ Để họ tự bắn mình hay không Tại vì các bạn thấy được là muốn sốt thì phải có sẵn Bitcoin Thì những người mà sốt đó Họ đi mượn Bitcoin ở những cái nơi mà chúng ta đang gửi lấy lại Thì đương nhiên họ lấy số được thôi đó là họ bán trên thị trường họ sốt để để cái giá xuống cho nên nhiều bạn nói là thật ra chúng ta suy nghĩ lại đó mỗi lần mà chúng ta gửi vào dịch vụ để mà à, cho vay lấy lãi đó cho những công ty này để mà lấy lại hàng tháng thì các bạn như là cho địch mượn đạn vậy đó để mà tôi dùng đó để bán mình nhưng mà cái mình thường nói đây đó cái loại kỹ thuật đó là công ty blockchain gộp số tiền đó lại sau đó là cho những công ty này mượn và những công ty này á mượn thì đương nhiên thường đã chia sẻ tại sao họ cần mượn nhưng mà một phần còn lại đó những lúc mà không có đủ người mượn thì công ty BlockFi đó đương nhiên họ không mong muốn ôm um, cái số tiền này uh, đương nhiên ôm um, số này đâu có xin lãi được cho họ đâu thì họ sẽ dùng số tiền này để mà đầu tư vào một số lĩnh vực và họ lấy cái số lời đó để mà chia lại cho những người mà tham gia BlockFi cái hành động đó mà gộp chung tiền lại sau đó đi uh, cho vay hay đầu tư rồi sau đó chia lại cho những người mà để tiền vào. Hành động đó đó đối với lại SCC là một cái hành động mua bán chứng khoán cho nên cần phải được đầu tư. Tại vì các bạn đã thấy được là luật chứng khoán Hoa Kỳ đó thì cách mà hiểu đơn giản là nếu như các bạn mua một cái tài sản nào mà các bạn mua tài sản đó chỉ vì một lý do duy nhất mà thôi đó chính là tài sản đó có thể lên giá và khi các bạn mua xong rồi đó là các bạn không cần làm gì hết. Cái số à, lên giá đó đó là sẽ là cái sự nỗ lực đến từ một đơn vị thứ ba đó chính là blockfi cho nên blockfi là một công ty đầu tư và sản phẩm mà các bạn gửi lấy lời đó đó là một cái chứng khoán dựa theo định nghĩa mà thôi đương nhiên các bạn thấy được là vẫn có một cái phần không hợp lý nhưng mà đây là một cái loại kỹ thuật như thường này chia sẻ cho nên blockfi thua cái phần đó và cái phần thứ nhì nữa đó là công ty blockfi nói là muốn mượn tiền của blockfi ở trên trang web đó họ nói là những cái số lượng người mà muốn mượn đó, thì cái tài sản thế chấp phải cao hơn 100% thì mới mượn được. Đương nhiên các bạn có 100% thì các bạn chỉ mượn được 50% mà thôi chứ đâu có mượn được 100% đâu. Cho nên tài sản mượn với lại cái phần mà gửi vào lúc nào cũng hơn 100%. Nhưng mà đây không phải là sự thật. Những sàn lớn đó thì họ không có đưa cái số thế chấp cao như vậy. Cho nên đó là một cái Câu nói ở trên mạng mà không đúng sự thật Vì lý do đó công ty BlockFi lại thua cái phần này Thì sau đó đó Họ bị đóng phạt là 100 triệu 100 triệu này đó là 50 triệu Đóng phạt cho SEC 50 triệu còn lại đó là đóng phạt cho những cái tiểu bang Mà đang kiện BlockFi bây giờ Như là New Jersey các bạn cũng đã nhớ rồi Hester Pierce nói đó là về lý thuyết Về cái kỹ thuật Về luật đó thì đương nhiên BlockFi đã thua cái phần đó Cho nên BlockFi cần phải đăng ký như là một công ty đầu tư Nhưng mà cái phần mà Sai này đó, không có đáng giá 100 triệu. Cái phần mà phạt 100 triệu này đó là quá cao. 100 triệu đó thường là cái phần phạt dành cho những công ty cực kỳ tệ luôn, những công ty mà họ đang làm hại người dân. Cho nên cái phần phạt này đó là một phần phạt rất là lớn dành riêng cho những công ty đó nhưng mà lại áp dụng với là công ty BlockFi. Trong khi đó mà cho đến thời điểm bây giờ không có bằng chứng gì cho thấy được là công ty BlockFi đó làm hại bất cứ một nhà đầu tư nào. Và đến ngày hôm nay đó vẫn chưa... Có một nhà đầu tư nào nói là không có nhận lại đến từ BlockFi hay là BlockFi trả à, không đúng hạn hay là BlockFi trả trễ hay là BlockFi không trả tiền lời. Chưa bao giờ có những cái sự kiện nó xảy ra trong khi mà công ty BlockFi đó họ đã có mặt mấy năm nay rồi chứ không phải là mới đây. Cho nên cái phần phạt 100 triệu này đối với HatsAppear đó đúng là BlockFi nên à, phải đăng ký và cũng nên đóng phạt. Nhưng mà cái phần phạt này quá nặng giống như là phần phạt này là phạt à, vì một lý do gì đó chứ không phải là một cái lý do bảo vệ người tiêu dùng tại vì các bạn thấy là phần phạt này đóng đâu có đưa cho người dân gì đâu đây đâu có nạn nhân gì ở đây đâu cho nên cái phần phạt này đó là không có đúng với cái nghĩa là bảo vệ người tiêu dùng đó là cái uh, lời chia sẻ của Hester Pierce và nếu như mà cứ như vậy đó SEC cứ tiếp tục trên con đường này thì sẽ không có công ty crypto nào dám làm việc với SEC đâu và đây không phải là một điều mà bà ta muốn thấy cũng như là các bạn thấy được là bây giờ đó SEC đã bắt được loạt phải đóng phạt thì kế tiếp là công ty gì có phải là kế tiếp là các bạn thấy được là sẽ đến công ty Gemini rồi lại đến công ty Celsius rồi còn gì nữa rồi tới clip com cơm thì các bạn thấy được là cái này có phải thực sự là bảo vệ người tiêu dùng hay là không tại vì chúng ta thấy được là bây giờ gửi ngân hàng ở Hoa Kỳ đó thì không có lời cho nên người tiêu dùng thực sự là cần có một nơi mà họ tin cậy có thể cho họ một lợi nhuận mà họ cảm thấy là có thể chấp nhận được giống như là BlockFi đó là 8% một năm tuy là không có cao nhưng mà vẫn là một phần trăm mà nhiều người chấp nhận được và đây là sự thật tại vì chúng ta thấy là trong vòng mấy năm qua đó cái số lượng người tham gia vào crypto.com blockfi ngày lại càng tăng lên tuy nhiên là người dân có nhu cầu nhưng mà bây giờ đó sec lại không muốn người dân có được cái sự lợi nhuận đó thì có phải là thật sự là bảo vệ người dân hay là không hay là đang làm hại người dân kế tiếp nữa đó là các bạn cũng đã biết là Thuận chia sẻ là một trong những vấn đề mà SEC đó đang áp dụng là không phải là chỉ riêng về cái việc là bảo vệ người dân đâu đó là cái mã bên ngoài mà thôi Thật sự là họ đang bảo vệ những ngân hàng tại vì cái số tiền này đó biết là bao nhiêu tiền à, tiếp tục gửi vào những công ty như là Crypto.com, Blockfi, Celsius, Nexo những cái số tiền này nếu không gửi những công ty đó thì có thể gửi đâu bây giờ các bạn thì được là người dân không gửi ngân hàng mà đem về những chỗ này để gửi cho nên ngân hàng đương nhiên là không thích rồi Và những gì đang xảy ra có thể là vì bảo vệ ngân hàng Chứ không phải là bảo vệ người dân đâu Đó là điều mà tôi muốn chia sẻ ở đây Chúng ta bây giờ nói tới một số những cái thông tin nổi bật khác ngày hôm nay đi thì các bạn thấy được là thêm một cái nghị sĩ nữa đó là đã đưa ra một cái dự luật, đây chỉ là một dự luật mà thôi chưa phải là luật thực sự nhưng mà sau khi mà chúng ta nói tới cái tình hình ở Canada đó thì hôm nay đã có một nghị sĩ đó chính là nghị sĩ Warren Davidson đã đưa ra một cái dự luật, dự luật này đó là sẽ không để cái tình trạng đang xảy ra Canada, xảy ra Hoa Kỳ, có nghĩa là chính phủ sẽ không thể đóng băng tài sản và đặc biệt là những cái tài sản điện tử, chính phủ sẽ không được quyền kêu bất cứ đơn vị thứ ba nào đóng băng tài sản điện tử đương nhiên chúng ta vẫn chưa biết kết quả đâu hôm nay là chúng ta chỉ mới nghe tin là có một cái dự luật mới mà thôi kế tiếp thì đó là chính là công ty Fidelity thì công ty này đó các bạn đã biết là một trong những công ty đầu tư rất lớn ở Hoa Kỳ cũng như là một công ty mà đã từng nạp đơn để có một quỹ đầu tư Bitcoin ETF thì có thể là họ đã à, không muốn chờ nữa tại vì SEC ở Hoa Kỳ thực sự là quá chậm khiến cho nhiều người cũng khá là bức mãn thì phải đeo đi ngày hôm nay đó thông tin là họ đã có một cái quỹ đầu tư gọi là Bitcoin Exchange Traded Product ETP ở Châu Âu thì đây là một cái Sản phẩm mà có Bitcoin thực sự đứng sau lưng Thì đây có phải là một Bitcoin ETF hay là không? Thì không phải đâu Cái này là một cái BTC ETP Có nghĩa là đây là một cái quỹ đầu tư Bitcoin Có Bitcoin thật sự Nhưng mà đây là một quỹ đầu tư mà à, bán giấy nợ cho người đầu tư Thì tương tự như chúng ta nói tới RayScale đó RayScale thì họ mua btc hay là họ thu giữ btc sau đó đó là họ sẽ ghi giấy nợ Và vì này được bán như là một cổ phiếu ở trên sàn chứng khoán là phần cổ phiếu đó là đáng giá một phần của tài sản btc hay đang lưu trữ thì cái này cũng tương tự như vậy đó không phải là bitcoin thật sự đây chỉ là một cái giấy nợ mà có bitcoin đứng sau lưng mà thôi nhưng như bitcoin nào đảm bảo gì đó nhưng mà ít ra chúng ta cũng đã có cái sản phẩm này và được à, bây giờ là giao dịch bắt đầu từ ngày hôm qua ở Deutsche Boise and Frankfurt Stock Exchange. Và đây là một cái quỹ mà có cái phí cũng khá là thấp là 0,75 cái này là cái phí cũng rất thấp luôn các bạn nhiều khi quỹ đó có tới cái phí hàng năm đó là 1,25 và đương nhiên cái phí này vẫn cao hơn là những mà nào mà ở Hoa Kỳ sử dụng Vanguard thì chỉ có 0,25 mà thôi thậm chí là 0,1 nếu như các bạn có hơn 50.000 đô với họ nhưng mà đây cũng là một thông tin tốt nói tới châu âu thì chúng ta cũng có một cái quốc gia khác đó chính là belarus thì đây là một nước mà từ trước tới giờ cũng là rất là yêu thích bịch công nghệ crypto rồi thì tổng thống của nước belarus uh, ngày hôm nay uh, đã ký một cái giống như là có thể hiểu đơn giản là một cái xác lệnh hay là một cái luật gì đó và cái luật này là bổ nhiệm cho cái đơn vị mà quản lý thị trường crypto đó của quốc gia này là high tech park sẽ có cái quyền theo luật pháp để mà có thể là theo dõi những cái ví mà họ nghĩ là liên quan đến những cái sự kiện bất hợp pháp đương nhiên cái đơn vị High Park này nói đó là họ hoàn toàn không có một cái ý định nào liên quan đến là ra những lực mà siết chặt ở thị trường này họ vẫn tiếp tục là tin vào thị trường này chỉ là đây là đơn vị mà đã được bổ nhiệm bởi lực và đây cũng là điều mà chúng ta muốn thấy ở những quốc gia lớn như là Hoa Kỳ bây giờ các bạn thấy được là không có một đơn vị riêng lẻ nào có quyền Liên quan đến crypto Hoa Kỳ hết chúng ta có SEC ban quản lý chính công Hoa Kỳ cũng không hoàn toàn là quản lý thị trường này. À, tối ngày cứ đi kiện người khác. Các bạn sẽ được là chúng ta có CFTC. Đây là cái bộ phận quản lý hợp đồng tương lai cũng không có toàn quyền quản lý thị trường này. Đương nhiên là quản lý hợp đồng tương lai của Bitcoin. Chúng ta có bộ tài chính thì quản lý những cái như là KYC xác minh thân phận và chống lại rửa tiền và chúng ta lại có à, cục thuế cục thuế thì nói là Bitcoin là một loại tài sản nó rất là phiền phức bây giờ Hoa Kỳ không có một đơn vị nào chính thức nói là đây là đơn vị mà quản lý hoàn toàn nhiều crypto đương nhiên CFTC muốn có thêm là 100 triệu mỗi một năm để có thể quản lý thị trường này đó chính là điều mà chúng ta muốn thấy có một đơn vị thật sự đứng ra để mà thúc đẩy sẽ phát triển chứ còn bây giờ đó những cái quốc gia khác đều có những cái đơn vị chuyên về crypto ngoại trường Hoa Kỳ là một gia lớn mà chưa có điều này Chúng ta bây giờ chuyển qua để mà nói tới cái thông tin liên quan đến uh, Warren Buffett mà hôm nay cũng được nhiều người nhắc tới thì uh, các bạn cũng đã biết là Warren Buffett là một người mà không thích đầu tư vào Bitcoin cũng như là không thích đầu tư vào vàng nhưng mà ngày hôm nay đó dựa theo cái tài liệu mà uh, nạp cho SEC của công ty đầu tư Berkshire Hathaway của Warren Buffett ấy, thì cho thấy được là công ty Warren Buffett ấy, trong quý 4 đã mua tổng cộng là 1 tỷ đô la cổ phần của một ngân hàng có tên là New Bank Class A có nghĩa là cái cổ phiếu hạng A của cái ngân hàng New Bank này vào quý 4 của năm 2021 và cũng trong cái quý đó đó bán 1,8 tỷ đô la cổ phần của công ty Visa và 1,3 tỷ đô la cổ phần của Mastercard và nhiều người thì nói là bây giờ Warren Buffett cũng tham gia vào crypto tại vì ngân hàng New Bank này là một trong những ngân hàng mà rất là thích công nghệ và ngân hàng này đó cũng đâu trong những ngân hàng mà cung cấp những dịch vụ liên quan đến crypto như là Bitcoin ở nước Brazil cho nên á, cho thấy được là Warren Buffett cũng đã siêu lòng thì cũng không phải gì đâu các bạn thấy được là công ty của Warren Buffett Berkshire Hathaway đã bắt đầu đầu tư vào ngân hàng New Bank vào tháng 7 của năm ngoái rồi bắt đầu là 500 triệu và hôm nay các bạn thấy được là thêm vào tổng cộng là một tỷ đô la nữa vào trong ngân hàng này thì đây là một ngân hàng tuy là nghiêng về công nghệ cũng như rất thích crypto cũng không có nghĩa là Warren Buffett thích crypto đâu. Các bạn đã thấy là trước đây đó Warren Buffett cũng đã nói là hoàn toàn không thích vàng. Tại vì vàng đã không phải là một công ty cũng không thể sinh ra được lợi nhuận cho nên Warren Buffett rất là ghét vàng trong vòng bao nhiêu năm qua. Nhưng mà Warren Buffett vẫn mua cổ phần của công ty Barrick Gold Share là một công ty mà đi đào vàng. Tuy là đây là thông tin là hồi tháng 1 của năm 2021 đó Warren Buffett đã bán cái cổ phần công ty này rồi Tại vì sau khi mà có chích ngừa đó Và chúng ta thấy được là lãi suất vẫn giữ thấp Thì Warren Buffett nghĩ là vàng sẽ không có tăng Cho nên đã bán cái cổ phần của công ty này tổng cộng là 43% Vẫn giữ cái phần theo mình biết bây giờ đó là phần còn lại là 57%, vẫn đang giữ nhưng mà bán gần như phần nửa rồi Nhưng mà cái thì muốn nói đây đó là Warren Buffett là một người mà khi mà ông ta đầu tư đó thì thích nhìn vào những ai đang chạy cái công ty đó Công ty đó hoạt động như thế nào, đội quản lý là ai thì ông ta thích phân tích những cái đó những như công ty đó lời lỗ ra sao thì đương nhiên các bạn thấy được là ông ta có thể hoàn toàn không thích crypto nhưng mà ông ta có thể hoàn toàn thích một ngân hàng mà thích crypto tại vì ngân hàng ông ta vẫn có thể là xem có thu nhập ra sao người quản lý như thế nào các bạn thấy được cũng tương tự ông ta có thể không thích vàng nhưng mà vẫn có thể là thích công ty mà đảo vàng tại vì ông ta vẫn có thể làm những cái điều như là chúng ta mới nói tới cho nên một trong những cái câu nói mà thường rất là thích của Warren Buffett ấy, không phải là cái câu nói mà tham lam hay sợ hãi gì đó các bạn cứ lặp lặp lại câu nói đó nhưng mà cái câu nói mình thích hơn đó là ông ta chỉ thích đầu tư một công ty mà một thằng ngu cũng có thể chỉ đạo được tại vì sớm hay muộn gì công ty đó cũng sẽ bị chỉ đạo bởi một thằng ngu và đây là thông tin về Warren Buffett thì các bạn thấy được hôm nay cũng đồng dài mà có rất nhiều thông tin cho nên tôi cũng cố gắng để mà gộp lại thông tin theo một cách mà nó logic hơn với các bạn nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua dành một ít thời gian để mà nói về những tài liệu on chain đi thì trước hết là cái phần trăm mà bịt không có lời bây giờ là bao nhiêu thì bây giờ là mức là 77% Vẫn là thấp đối với thuận nhưng mà các bạn thấy là tăng lên là từ thời điểm là 22 tháng 1 tới bây giờ là cái đường màu vàng này liên tục tăng lên còn về chỉ số NO đó, NUPL thì bây giờ chúng ta cũng không thấy gì gọi là quá làm lạ đâu các bạn thấy được là chúng ta đang nằm ở cái phần là màu nâu này có nghĩa là cái phần là lạc quan hơn sau khi mà lo sợ chúng ta đã đi ngược trở lên và chúng ta nằm ở dùng màu nâu này dùng màu nâu vẫn tiếp tục à, phải đi qua cái dùng màu xanh lá cây có nghĩa là có lòng tin hơn và chúng ta sẽ đi vào cái dùng euphoria có nghĩa là cái dùng hưng phấn và khi mà chúng ta đi vào cái dùng hưng phấn thì các bạn đã biết là trước đây trong lịch sử mỗi lần mà chúng ta chuyển qua màu xanh dương thì đã là cái phần kết thúc của một chu kỳ rồi như là năm 2017 như là năm 2013 còn về phương diện crypto khoan đó, thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào cái biểu đồ đầu tiên này đó là cái à, số lượng những cái lệnh đòn bẩy thì các bạn thấy là tuy là vẫn cái xu hướng này đi hàng ngang có nghĩa là những lệnh đòn bẩy nó không có tăng hơn nữa nhưng mà ngắn hạn hơn đó giống như là từ ngày 13 thì tới, tới bây giờ hai ngày hôm qua thì trên căn bản cái đường màu xanh này vẫn tăng lên có nghĩa là càng ngày càng có thêm một số lệnh đòn bẩy đó điều chúng ta không muốn thấy nhưng mà đáng tiếc vẫn đang xảy ra và các bạn thấy được là những lần 7 bảy này bây giờ đó là nghiêng về cây lệnh lon nhiều hơn một chút là cây đường funding rate này đó là đang nằm ở trong cái vùng màu xanh lá cây có nghĩa là nghiêng về lệnh lon hơn là 0.008% cũng không nhiều lắm coi như cũng ngang hàng với nhau nhưng mà vẫn nghiêng về cái phía đó và chúng ta nhìn vào những cái tài liệu như là cái số lượng bitcoin nào vào rút ra thì lại thêm một ngày nữa nó rất là im lặng các bạn thấy khi dùng zoom vào đó đây là cái tài liệu của ngày hôm qua đóng lại thì cái số lượng bitcoin nào vào rút ra đó nó cũng khá là cân bằng với nhau những cái thanh này rất là ngắn cho nên không gì là lo lắng hết chúng ta có thể nhìn cái tài liệu tương tự liên quan tới Ethereum nên thì khác một chút các bạn thấy được là hai ngày qua thì thực sự là có thêm Ether ở trên sàn ngày hôm qua chúng ta có thêm 3.000 Ethereum trên sàn nhiều hơn là rút ra nhưng mà các bạn thấy được là nhìn xa hơn nữa đó trong thời gian khoảng chừng là hai tuần qua thường cảm thấy được là nó cũng cân bằng với nhau các bạn thấy là nhiều cái ngày có màu đỏ còn một số ngày có màu xanh nhưng mà thường cảm thấy được là cái con số mà hai ngày hôm qua đẩy lên trên sàn đó so với lại hai tuần qua thì cũng không có gì gọi là quá đặc biệt đâu nó cũng tiếp tục cân bằng mà thôi nói chung từ hình on-chain bây giờ đối thần vẫn rất là ổn định chỉ là chúng ta thực sự là không muốn thấy là cái số lượng đòn bẩy nó tăng lên mà thôi cho nên chúng ta sẽ tiếp tục để mà quan tâm còn về cái số lượng mình không đang có lời đó thường là thuận chỉ quan tâm khi mà chúng ta đi vào cái dù màu đỏ này nghĩa là hơn 90% mà thôi bây giờ vẫn chưa gì là quan tâm đâu on chain bây giờ vẫn đang rất là ổn định đối với thuận và một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay dành riêng cho những bạn nào mà muốn tìm hiểu những ưu đãi của cộng đồng Thuận Capital thì các bạn có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này các bạn có thể tìm thấy những cái ưu đãi mà các bạn chỉ có thể nhận được khi mà tham gia thông qua link của Thuận Capital cho những sàn như là sàn Bybit, sàn Nepex, sàn Binance, sàn Fashion Moon XBT, sàn FTX trong đó chúng ta có thể nhận được những bonus như là giảm phí giao dịch hay là các bạn có thể nhận được bonus khi mà tham gia vào những sàn này và những người nào mà ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Coinbase và sàn Binance US Những người nào mà thích gửi tiền trực số để mà lấy lại hàng tháng thì có thể tìm hiểu những ứng dụng như là Nexo hay là BlockFi Và đương nhiên Crypto ứng dụng phân tích hỗ trợ biểu đồ và dữ liệu on-chain mà chúng ta thường hay sử dụng Tất cả những thông tin chi tiết các bạn có thể tìm thấy bên dưới cái phần mô tả của video này Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn